Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Đại đoàn kết do Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Lâm Đồng thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước cần huy động nhiều nguồn lực khác nhau, trong đó quan trọng nhất vẫn là sức mạnh từ lòng tin của nhân dân, chủ thể của quá trình phát triển. Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã không ngừng triển khai nhiều phong trào, chương trình, hoạt động cụ thể nhằm hướng tới mục tiêu là nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn các mô hình điểm về phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong công cuộc xây dựng bộ mặt nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, việc khéo vận động và đồng thuận của nhân dân nhiều địa phương trong tỉnh đã huy động được nhiều nguồn lực cùng chung sức xây dựng các công trình dân sinh, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, ghi nhận tại thôn 5 xã Mê Linh, huyện Lâm Hà. Việc triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu được mặt trận các cấp từ huyện đến cơ sở quan tâm chăm lo. Theo đó, Ban công tác mặt trận thôn 5 xã Mê Linh đã chủ trì phối hợp với các chi hội đoàn thể trong thôn, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia dọn vệ sinh đường phố, thôn xóm, xây dựng mô hình tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn trên 100% tuyến đường chính trong thôn. Tụi chị hưởng ứng theo cái mô hình nông thôn mới và học tập theo cái tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sẽ mỗi ngày trồng một cây xanh, mỗi một tuyến đường là một đoạn đường xanh. Thì thấy cảnh quan không gian nó thay đổi lên nhiều, đời sống của nhân dân về mặt tinh thần thì nó cũng thay đổi hơn nhiều. Cái nhận thức để người dân ấy bảo vệ môi trường nó cũng phát triển hơn rất nhiều, là người ta không còn quăng rác ra dọc đường nữa, không còn xả các thứ bậy bạ ra đường nữa, thì là cái cảnh quan rất là đẹp. Được chính quyền địa phương tuyên truyền vận động, người dân đã hiểu và tích cực tham gia xây dựng các công trình dân sinh trên địa bàn. 25.000 m2 đất và hơn 300 ngày công lao động để làm 9,2 km đường bê tông, các ngõ xóm với tổng kinh phí lên tới hơn 5 tỷ đồng. Đóng góp 75 triệu đồng để xây dựng sân của hội trường thôn, xây dựng các cổng chào của thôn, xóm và hơn 3,5 km đường điện chiếu sáng, nhà văn hóa. Chính là những con số biết nói mà người dân nơi đây đã thực hiện được. Nhờ đó, đến hết năm 2020, thôn 5 xã Mê Linh đã được công nhận là khu dân cư tiêu biểu và đang trong quá trình xét công nhận khu dân cư kiểu mẫu vào cuối năm 2022 này. Ngày xưa là người dân đi lại rất khó khăn, có sản xuất nông nghiệp thì bán cũng bị rất là bị mất giá, có mà làm nhà làm cửa thì chở vật liệu vô cũng rất là khó khăn. Mặc dù là nhân dân thôn 5 này vẫn rất là khó khăn nhưng mà được nhà nước và địa phương hỗ trợ, nên là nhân dân sẵn sàng hiến đất và đóng góp công sức để mở rộng thêm đường để xây dựng con đường nông thôn mới này. Từ khi có con đường nông thôn mới này thì việc đi lại và chở hàng hóa rất là thuận tiện hơn. Từ đó cũng giúp cho kinh tế phát triển hơn, xã hội cũng phát triển hơn. Sinh thời Bác Hồ đã khẳng định một tấm gương sống có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Thực hiện lời dạy của Người, những năm qua, chi bộ thôn 5 xã Mê Linh đã vận dụng phương thức nêu gương trong tuyên truyền xây dựng nông thôn mới. Nhiều cán bộ đảng viên với tinh thần trách nhiệm, đảng viên đi trước, làng nước theo sau đã chủ động chung tay góp sức cùng với nhân dân xây dựng nông thôn mới, không ngần ngại đi đầu trong phong trào hiến cây, hiến đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hỗ trợ thôn xóm xây dựng nông thôn mới. Huyện Lâm Hà cũng đã xây dựng cái kế hoạch triển khai xuống cơ sở, không những xây dựng kế hoạch mà có cái chỉ thị chỉ đạo các đảng bộ của 16 xã thị trấn nghiêm túc thực hiện tốt về cái việc học tập làm theo cái tư tưởng Hồ Chí Minh. Cụ thể nhất thì cái việc làm theo này thì chúng ta xây dựng đường bê tông, vận động bà con quyên góp vật chất, của cải, tiền bạc, rồi vận động các nhà hảo tâm cùng nhau xã hội hóa để chúng ta xây dựng hội trường thôn, rồi là đường bê tông, rồi là điện đường, rồi là các cái vườn hoa hai bên đường. Thì Mê Linh là một trong những cái xã anh em làm rất tốt, nhất là các chi bộ ở thôn đoàn kết rất là tốt trong việc thực hiện, không những gia đình đảng viên mà vận động các hộ gia đình, các thành viên trong gia đình chúng ta là tích cực để tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt nhất là cụ thể hơn là chúng ta thấy đó, cái đường giao thông về nhà sinh hoạt cộng đồng đã cụ thể hóa mà nó trở thành một cái cơ sở vật chất giúp cho bà con chúng ta có nơi sinh hoạt, hội họp và giao lưu.
Sự chung sức, chung lòng của chính quyền và nhân dân trong thôn 5, xã Mê Linh nói riêng và tại huyện Lâm Hà nói chung đã được ghi dấu qua những công trình ý đảng lòng dân. Không những phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế của người dân mà còn tạo một bộ mặt mới cho nông thôn tại địa phương. Những con đường mới hoàn thành do bà con cùng với chính quyền chung tay xây dựng đã và đang phát huy hiệu quả, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội chung của toàn tỉnh, từ đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy nguồn lực, tiềm năng, sức mạnh nội lực trong mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư. Trong đó đã ghi nhận những đổi thay tích cực từ các khu dân cư ở những huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Nhìn vào diện mạo của thôn 5 xã Romen bây giờ, mặc dù so với nhiều địa phương khác thì vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng rõ ràng nơi đây đã xóa được cảnh thiếu thốn của một khu tái định cư nhiều năm trước. Từ khi đảng nhà nước có chủ trương xây dựng nông thôn mới, bà con nơi đây đã cùng nhau đóng góp công lao động để tu sửa các công trình công cộng, tích cực thi đua lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, từng bước xây dựng quê hương thứ hai giàu đẹp. Từ khi thành lập nông thôn mới đến nay, bà con đã nhận thức được việc phát triển kinh tế là rất quan trọng. Trong thôn, hộ nghèo giảm hẳn, nhiều gia đình đã có của ăn của để, người dân chúng tôi rất phấn khởi. Từ khi thực hiện xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, nhiều mô hình đã được địa phương phát huy và thực hiện có hiệu quả, như mô hình khu dân cư tự giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, mô hình bảo vệ môi trường gắn với 3 không, không tệ nạn xã hội, không hút thuốc, không uống rượu. Ngoài các mô hình hiệu quả nêu trên, nhân dân các địa bàn còn vận động cùng nhau xây dựng đường điện thắp sáng, phát quang bụi rậm, vệ sinh cảnh quan môi trường, phối hợp với hội phụ nữ tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các mô hình nuôi heo đất, sạch đường làng ngõ xóm và không sinh con thứ ba. Thứ nhất là về cái tình hình về an ninh tại thôn, với lại là về tảo hôn thì hiện tại là không có. So với năm 2012, 2013 thì nói về những vụ tảo hôn thì rất chi là nhiều. Mỗi năm nó phải lên đến 10 mấy trường hợp. Nhưng mà trừ khi 2013 cho đến 2022, trở lại đây ấy, là các tình trạng đó là không có nữa. Tiếp tục thực hiện cái cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, đặc biệt là xây dựng khu dân cư tiêu biểu và khu dân cư kiểu mẫu. Trong thời gian tới thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chúng tôi xác định cái việc đầu tiên là phải tích cực tuyên truyền vận động để nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện xây dựng cái khu dân cư tiêu biểu và khu dân cư kiểu mẫu. Đặc biệt đối với Đam Rông thì phải thay đổi tư tưởng bà con trong phát triển kinh tế, tuyên truyền vận động để cho bà con phải biết tiết kiệm trong sinh hoạt tiêu dùng và kể cả trong sản xuất cũng phải biết tiết kiệm, thì tới đây cái phong trào này nó sẽ bền vững hơn. Có thể thấy từ một cộng đồng du canh du cư, giờ đây những người Mông ở thôn 5 xã Romen đã thực sự ổn định tại vùng đất lành này. Bà con đã từng bước xây dựng một cộng đồng đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh hơn, an ninh trật tự xã hội trên địa bàn được giữ vững. Hơn hết, sự đổi thay diện mạo của vùng sâu Đam Rông là bắt nguồn từ những giá trị về văn hóa và tinh thần của một cộng đồng dân cư đoàn kết và quyết tâm thay đổi đời sống. Thưa quý vị và các bạn, khi hạ tầng giao thông nông thôn ngày càng phát triển, các tuyến đường liên thôn liên xã dần được đầu tư và mở rộng đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương và sinh hoạt của nhân dân. Theo đó thì mật độ số lượng phương tiện tham gia giao thông cũng ngày càng tăng, nhưng ý thức chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông của một bộ phận người dân chưa cao, dễ dẫn đến tình trạng mất an toàn giao thông, nhất là ở những địa bàn nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ghi nhận tại thôn Diom A, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương. Trước những năm 2019, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thôn Diom A, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương khá phức tạp. Nhiều đối tượng thanh thiếu niên tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, chạy xe nẹt bô, phóng nhanh vượt ẩu, dễ gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Đặc biệt khu vực trục đường chính của thôn Diom A lại là nơi tập trung các trường mầm non, tiểu học của xã và là trục đường liên thôn liên xã quan trọng nối liền nhiều địa phương, đã khiến mất an toàn giao thông, an ninh trật tự thường xuyên xảy ra. Chính vì thế,
Cuối năm 2019, mô hình tuyến đường an toàn giao thông, an ninh trật tự với chiều dài 2 km đã được hình thành và đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân nơi đây. Trước đây là người dân là họ chưa nhận thức và chưa hiểu biết được về cái luật giao thông. Nhưng mà khi làm cái mô hình đó là cái người dân họ đi là họ bắt đầu là họ biết nhận thức, là hiểu biết về cái luật giao thông khi tham gia giao thông. Họ đổi mũ bảo hiểm. Và nhất là cái ngã tư, đặt cái mô hình ở an toàn giao thông trật tự ở địa bàn thôn Yên A là ngã tư đó. Họ đi là trước khi họ nhìn trước, tức là cái quan sát cái đường làn đường rẽ trái, rẽ phải. Rồi sau đó mới băng qua đường. Còn trước đây thì họ cứ thấy đường là họ cứ băng qua thôi, rất là tai nạn rất là nhiều. Nhưng mà từ khi lập cái mô hình đó là cái tai nạn nó giảm rất là nhiều. Bây giờ là cộng thêm là uống rượu nồng độ cồn là họ cũng biết rồi. Với là tham gia giao thông là họ không có lẳng lắc như ngày xưa nữa. Thôn Đi Om, xã Lạc Xuân có đến 8 dân tộc anh em sinh sống. Người dân nơi đây chủ yếu theo đạo Thiên Chúa. Là vùng đồng bào dân tộc thiểu số nên nhận thức của một số người dân vẫn còn nhiều hạn chế. Vì thế chính quyền địa phương đã vận dụng tối đa vai trò sự ủng hộ của già làng, trưởng bản, các vị chức sắc tôn giáo, những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, luật giao thông đường bộ trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, lồng ghép trong các nội dung đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, qua đó giúp kéo giảm tỷ lệ tai nạn giao thông trên địa bàn ở cả 3 tiêu chí. Để vận động lứa tuổi thanh thiếu niên trong cái độ tuổi tham gia giao thông cũng là hạn chế. Cái thứ nhất là cái phương tiện giám sát giao thông ấy, bước đầu có một số cái phương tiện giao thông không đảm bảo theo quy định để tham gia giao thông thì còn phóng nhanh vượt ẩu rồi chở quá người quy định đấy. Nhưng mà từ chỗ đó thì là phối hợp để tuyên truyền vận động đến từng hộ gia đình, từng người dân và cũng lồng ghép trong đó có cả trường học, rồi là cũng là phối hợp với là công an viên, rồi là công an xã để là tổ chức là tuyên truyền vận động kiểm tra rà soát trong các cái đối tượng, các trường hợp nó cũng không chấp hành thì có cái xử phạt để rồi là dần dần đi vào cái nề nếp ổn định. Từ thực tế hiện nay tại huyện Đơn Dương, nhất là tại các thôn buôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng công giáo đã có nhiều chuyển biến tích cực từ việc xây dựng các điển hình, mô hình mới trong thực hiện phong trào đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Các mô hình đã tạo thành phong trào thi đua, cùng được phát triển, duy trì, tạo ý thức tốt, nề nếp trong cộng đồng dân cư từ huyện đến các xã thôn. Qua đó đã góp phần đáng kể vào công cuộc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tạo hiệu ứng tích cực trong toàn xã hội. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tiến hành là sẽ từ cái mô hình này có kết quả rồi thì sẽ tuyên truyền để lan tỏa cho các cái địa phương khác, để các địa phương khác cùng tham gia thực hiện, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn toàn huyện. Và cái kết quả cuối cùng là người dân chấp hành và người dân tham gia và người dân được hưởng thụ, để làm sao trong cái khu, mỗi một khu dân cư đồng bào dân tộc thiểu số không còn cái cảnh thương vong, không còn cái cảnh mà mất người do tai nạn giao thông, để xây dựng cái khu dân cư đồng bào dân tộc tự quản thực sự bình yên, thực sự đáng sống. Những tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự chung sức đồng lòng của người dân và chính quyền địa phương. Hơn hết là tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần giúp bà con nơi đây nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành pháp luật, ứng xử có văn hóa hơn trong gia đình và xã hội, hạn chế tai nạn giao thông, tội phạm, giữ gìn và xây dựng gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Đại Đoàn Kết kỳ này cũng xin được khép lại. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục kỳ sau.